sẵn cho anh em một bộ lò JBL ha, cho một em Fortuner đây ha, lò JBL tháo xe. Đây là hàng xịn nha anh em, hàng xịn đẹp ha, một bộ mình lên 8 cái zin cho con Fortuner này. Đây mình lên mình chơi cái Fortuner này, thay thế cho vị trí lo zin của nó. Đây ha, chút xíu lên xong rồi mình sẽ quay test chất âm cho anh em xem giữa cái lo xịn và lo thường đó. Đây đây, sẵn đây mình so sánh cho hai anh em coi luôn ha. Nè, cái lo ở bên dưới là cái lo zin trong xe của nó nè, nó mỏng dánh, nó nhỏ xíu à, chút xíu mình mở ra. Còn ở trên là lo xịn nè, nó nặng triệu à, cái con sao mà nó bự vậy nè. Còn cái lò ở dưới zin của xe của nó là lò này thì nó cỡ như cái móng tay nhà mình chút xíu như này ha, nên là hai chất âm nó khác ha, màng nó cũng khác luôn ha, nó khác hoàn toàn anh em. Rồi vậy đi, chút xíu quay tiếp nha. Yeah.